I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi kẻ trộm. Nhẽ ra là trưa nay thì mình sẽ đăng clip bản test, nhưng mà sáng bận đăng ký môn học cho nên là không có thể nào mình đủ thời gian để mình edit clip cho nó ngắn gọn xúc tích lại được. Cho nên là có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn chiều nay, mình sẽ tranh thủ làm đầy đủ hơn về sự chỉnh sửa trong bản mấy chủ thử nghiệm, rồi mình sẽ up vào 5 giờ chiều nay. Hy vọng là mọi người sẽ xem và biết được những cập nhật mới sẽ có những gì. Hôm qua mình vừa mới test với anh Nello Melo đó, và các bạn có thể là sang bên channel của anh ấy để ủng hộ anh ấy, để có thể đạt được nhiều subscribe hơn, đạt được nhiều người theo dõi hơn, đăng ký kênh hơn. Hiện tại thì anh ấy đang tổ chức cái đấu giải EVA, coi cũng khá là hay, giống như đấu giải của NE vậy đó mọi người, rất là quy mô, rất là hoành tráng luôn. Trời ơi, gặp bà An. Nó khóa một cái hết soi đèn pin luôn. Chơi trộm thích gặp mấy nhân vật kiểu như là Galati hay Bonbon thôi. Nó khó chiếu nhưng mà được cái là rọi khóa được kỹ năng của tụi nó rất là vui. Tụi nó kiểu bất lực á. Phải không có ném bom, không ném tượng ngực. Phải đánh tay thôi. Thông thường những cái chỗ nào mà Hunter vừa đi thì mình sẽ ưu tiên mình đến chỗ đó, mình sửa máy nó sẽ ok phết. Thường thường Hunter nó lười đi qua những cái vị trí nó vừa tới lắm, chẳng có con Hunter nào đứng chờ mình tới đâu. Sáng 8 giờ đăng ký thì 7 giờ 59 là mình đã vô rồi. Tại vì các bạn biết sao, không biết trường khác như thế nào nhưng mà trường mình ấy, 7 giờ 59 ví dụ cận đến đúng giờ thì mình đến sớm trước đó 1 phút ấy, thì mình vào được. Mà đúng cái giờ đó mình vô là tắt luôn. Là nó xoay mong 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 giống như là đi dăm cái web đó vậy á. Là không thể nào đăng ký được. Mình đăng ký được cho mình xong thì mình bảo là con bạn mình là thôi đưa tài khoản đây để đăng ký giùm cho, biết đâu được. Tại vì máy này không vào được thì nhớ đâu máy khác hên vào được thì sao. Mình đăng ký vô nick nó thì hết lớp. Thế là buộc phải đăng ký lớp khác. Mình bắt đầu out lớp này ra. Mình đăng ký tài khoản của mình thì mình out nick của mình ra để mình đăng ký lớp cùng với bạn đó. Thì bỗng nhiên là nó lót xong á là 27 23 trên 30 người. Đến khi mà mình bấm nút đăng ký thì hiện ra 27 trên 30. Thật sự lúc đó rất là hồi hộp mọi người. Ấn cái nút đăng ký môn mà giống y như là một trò đùa, một trò chơi đó. Cảm giác nó cũng khá là hồi hộp, sợ. Giống như là mấy ông bà phi tần mà lần đầu tiên được vô thị tẩm nữa. Rất là lo lắng. Bấm đăng ký môn mà kiểu nó hiện ra giống như là đủ sĩ số lớp. Kiểu thế. Trời ơi, sốc. Ảo ma Canada. Nobita Suka. Nó hiêu cho bà mù. Không, không cam bà mù. Với sự xuất hiện của tiền đạo như là chê, sợ không dám nhấc. Rồi chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Rồi nó tới rồi kìa. Wow. Mấy cái tường mỏng mỏng này mình không biết sao chứ mình thấy NE nên fit lại nhá. Có những cái bộ trang phục mà đã núp sau tường cúi xuống bò rồi mà cái đầu nó cứ bị nhô ra bên ngoài. Không hiểu sao. Hy vọng là NE có thể coi được, hiểu được tiếng của mình nói rồi sửa lại mấy cái địa hình đi. Tại hôm nọ chơi một trận, không hiểu sao mình tưởng Joseph là hack map cơ. Rõ ràng mình núp rồi. Nhưng mà không hiểu sao nó tới nó bắt mình như thiệt luôn. Cho đến khi mà mình tưởng nó hack, cái là bắt đầu mình mới xem lại cái trận đấu đấy. Thì ai ngờ cái skin của tôi núp ở trong góc tường má, nó lòi cái đầu ra. Kiểu vô lý vãi. Núp sau một cái địa hình như thế rồi mà còn bị lòi cái đầu ra. Thấy trước nó còn lòi cả cái đầu của robot chị Thỏ Ngọc của Mech ra nữa. Trời đất ơi, tôi thấy mà tôi xỉu á. Thấy mà tức á. Thấy vô lý á. Rồi bè vú. Yeah. Á. Á, chết chị rồi em ơi.
nhánh Stun ván. Ôi, ôi nó mang phấn khích. Ê, vậy mà nó không chịu bật phấn khích lúc mà nó bị ván với cả ăn đèn pin trời. Úi da, cứu luôn. Body, body. Biến liền. À. Nhìn tức lắm ấy mà không làm được gì ấy. Cứu tôi. Ủa nó nhắc mình luôn. Thực ra trộm chơi khó chịu cực kỳ luôn mọi người ạ. À, ngày trước thì nếu như Kai gây xa thì mình thấy gọi đến pin dễ hơn bây giờ. Bây giờ gây xa nó chủ động nó đát quá cho nên là thật sự cái việc mà các bạn gọi đến pin nó cũng rất là khó. Bây giờ muốn chủ động soi thì kiểu thứ nhất mình phải thuộc địa hình, thứ hai là mình phải canh sao cái khoảng cách của mình với Hunter nó thật là chuẩn, mình gọi đến pin nó mới ok. Thấy bên cái điểm rank bên kẻ trộm thì mình thấy kiểu nó cũng có người chơi được top S, huy hiệu S. Ngày hôm qua mình không hiểu sao mình vô trong bản test mình được huy hiệu C của bản test luôn. Không hiểu cái bên đó như thế nào, chơi toàn chơi theo kiểu custom mà cũng được huy hiệu nữa. Dễ ghê. Trời ơi, thả con mù ra cho nó sửa máy. Cứu tôi. Ôi, đánh gì đấy? Ôi, đánh thế mà hụt kìa. Trời ơi, cái hitbox. Má ơi. Đạp mèo trúng hai đứa mà đánh hụt cả hai. Thấy mà tức á. Chưa giờ tức vậy á. Bể đầu. Yeah. Thôi. Giờ đi chơi hết rồi. Giờ mình phải vào cổng để lấy trận thắng thôi. Thực ra chỗ mà lên nhánh stun với cả đập ván nữa thì ok phết. Nhưng mà cái nhánh đập ván nhiều khi bây giờ sợ lắm. Hitbox của Hunter nó... Đây, mở nguyên cái đài truyền hình cho bà mù luôn. Trên đèn, hai bên đèn. Quên, em dùng emote. Quên. Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mới thế là thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nha. Ok, mình quay trở lại với Marco Vi Ánh Trăng. Khiếp, đẻ ngay chỗ này. Sợ. Sợ nhất là Gu Trang á. Sửa máy sợ nhất Gu Trang nó bay tới thôi. Cái vùng này rất là rộng cho nên là mình chạy nó cũng rất là khó. Kiểu gì nó bay chuẩn á là mình sẽ ăn hit 100% luôn. Ừ, nhưng mà trận này gặp cá. Chị cá chơi cũng vui nè. Chiếu được 50%. Khỏi rút dao về luôn. Cũng rất là thích. Trộm này mình thấy cứu người tốt, ca cũng rất là ổn, rồi lục hòm rất là nhanh. Trộm theo nó kiểu thiên hướng như là lấy tài sản của người khác mà không để cho ai biết. Còn ví dụ như mà cắp thì lấy công khai luôn, dịch công khai luôn. Mà thật sự là khi mà mình bắt đầu mình học cái mình bắt đầu đi học mà đăng ký môn trước kia học cấp 3 đổ xuống ấy, thường thường là ở bên trên người ta phát cái thời khóa biểu xuống thì mình học theo thôi. Còn lên kiểu lên học trên trường kiểu đại học nó ở next level á, kiểu giống như là không có học cùng nhau nữa. Đứa nào rủ học cùng nhau thì học thôi chứ học được năm nhất cái tan đàn xẻ nghé hết à, mỗi đứa một lớp hết à. Mà đăng ký môn thì kiểu cũng rất là áp lực nhá. Ví dụ như là sợ hết lớp hoặc là bị đổi giáo viên. Rồi, tắt công tắc. Lên. Ngày hôm qua mình chơi bên bản máy chủ thử nghiệm, cảm giác nó cũng rất là đã, có nhiều cái sự thay đổi phành xoạch luôn á. Kiểu như là nó có cái sự thay đổi như thế rất là phù hợp. Với lại cả búp nhiều cho sơ quá. Thật sự Hân thì không thấy nhưng mà sơ thì búp đúng nhiều luôn. Nhất là thuyền phó mọi người ạ. Thuyền phó gì mà lắc chuông tăng thời gian địch, tăng phần trăm giải mã máy. Rồi có điên không?
ơi, chiếu gần được 50 rồi. Bộp. U là trời. Thôi thôi thôi, mình đi sửa máy nhá. Cái gì cũng phải sửa máy lên hàng đầu. Ủa mà nãy giờ mới có được con máy mới mẹ. Sửa nhanh lên. Ơ nhưng mà hầm ở đây nhá, đừng có vô đây mà cai nhá, không chết hầm khổ nữa. Bây giờ thì bây giờ mình thấy trộm chơi kiểu cũng được. Nhiều hunter quá, quá nhiều. Trộm mà gặp undead là tới thời rồi đó. Không kịp tới nữa, nó lướt một cái là bay ạc luôn, chết luôn. Trời ơi, chị cá, chị đái. Sợ xỉu luôn. Nếu như bạn nào chưa biết kỹ năng thì có thể ấn cái nút hình vuông ở phía bên trên cái bản đồ ấy. Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái kỹ năng của nhân vật này luôn. Nếu mà rảnh thì mình vừa giải mã vừa đọc, nên nó cũng có thể là một cái khá là hay. Rồi thôi, xuống hầm chắc luôn. Nó cũng khá là hay, kiểu như là mình rảnh rỗi không có việc gì làm. Trời ơi, nữ hoàng tai ương. Nữ hoàng chết hầm. Hơ, cái con thỏ kìa. Ôi, nhìn hài vãi. Thôi để mình xuống mình cứu luôn. À, cứu. Lên, đừng ở dưới đó nữa. À. Ê, bị đấm một cái là không có ấy được đâu. Ơ, thanh niên kia cho xuống dưới hầm kìa. Hai đứa lội. Rồi, nổ máy. Hay quá. Nếu như trận đấu này mà tiểu thuyết gia mà không chạy tới là coi như là mình không thấy mặt luôn. Trận này cũng không thấy mặt Hương Sư luôn. Ổn. Hiểu không? Sợ quá, không dám chui qua vòng luôn á. Hình như đang dí tiểu thuyết gia rồi. Bà cá này chơi bây giờ mình thấy bà cá ban nhiều hơn trước ấy. Trước kia mình thấy ban ba đam nhiều. Mình không chơi rank nhiều lắm, nhưng mà một ngày ba trận thì mình thấy mấy bạn kia toàn ban cá thôi. Nhưng mình vẫn ban ma đam. Tại vì ma đam nó cơ động cực kỳ luôn. Thứ hai là nó phun chiêu rồi bắt người rất là khó. Dễ. Dư quá trời đèn pin không biết làm gì. Nó con cá đằng đây nó mù luôn á. Thôi mình sẽ kết thúc video clip đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào video chiều nay. Và chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ nha. Bye bye.